Tử vi tuổi Sửu tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2, tức ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuổi Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Sửu sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 2, tức ngày 24 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và Đinh Sửu sinh năm 1997. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2, tức ngày 5 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Tân Sửu sinh năm 1964 và Đinh Sửu sinh năm 1995. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2, tức ngày 17 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Sát Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2, tức ngày 29 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2, tức ngày 10 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ đạt được thuận lợi, kết quả như ý. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình. Tổng quan tử vi tuổi Sửu tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, về sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ vướng phải nhiều sóng gió trong tháng 2 âm lịch, vì thế mà bạn cần chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với khó khăn, chớ nên lùi bước vì những rắc rối nhất thời. Hãy coi đây như một cơ hội để rèn luyện bản thân, giúp mình trở thành một người xuất sắc hơn. Nếu bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ khó đạt được tiến bộ lớn và xác suất nâng lương, thăng chức cũng rất thấp. Trong tháng sẽ có rất nhiều rắc rối trong công việc và tình trạng làm việc kém hiệu quả sẽ khiến bạn thường xuyên bị cấp trên chỉ trích và khiển trách, thậm chí bạn có thể mất việc. Còn đối với tuổi Sửu đang trong vai trò lãnh đạo,
điều quan trọng nhất sẽ nằm ở khía cạnh con người và bạn cần nỗ lực nhất định để hòa hợp với mọi người xung quanh. Đừng quá hà khắc với cấp dưới mà hãy thuyết phục mọi người bằng niềm tin, sự tử tế với người khác. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch thì những gia chủ tuổi Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp bạn sự hành thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc, tin vui lớn nhất đối với người tuổi Sửu chính là tài vận khá ổn định, việc thu, chi khá cân đối nên bạn không còn lo lắng nhiều. Tiền bạc của bản mệnh tiếp tục duy trì ở mức ổn định so với tháng trước. Những người trẻ tuổi có ý định đầu tư, khởi nghiệp nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Bạn có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình. Bước sang tháng 2 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Sửu nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu sẽ giúp các gia chủ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài sùm rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo, xem tử vi tình duyên của tuổi Sửu không có nhiều biến động trong thời điểm tháng 2, đa số lứa đôi đều ở bên nhau một cách hòa bình, không có nhiều mâu thuẫn xảy ra, dù có tranh cãi cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp. Một số người tuổi Sửu độc thân sẽ khá nổi tiếng với những người khác giới và có nhiều người ngưỡng mộ, từ đó bạn có thể gặp đúng người để bắt đầu một mối quan hệ. Ngoài ra, dù những gia chủ tuổi Sửu có vẻ đẹp bề ngoài nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát nên bạn cần chủ động hơn trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm nếu muốn có một kết thúc viên mãn. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy bạn sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Vậy nên người tuổi Sửu hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận để hóa giải những xui xẻo, thị phi bổ vây, kích đào hoa, tăng nhân duyên, hòa hợp. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe khá tốt giúp bạn có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Vì thời tiết lúc này đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục, thể thao và ăn uống đầy đủ sẽ có tác dụng rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Ngoài ra, người gia chủ tuổi Sửu sử dụng vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an cũng như sức khỏe. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, Tân Sửu, sinh năm 1964. Bước sang tháng 2 âm lịch, vận thế của người tuổi Tân Sửu cực vượng, quý nhân trợ giúp cũng giúp bạn có được những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt, khiến bạn không phải chịu được nhiều áp lực trong công việc. Tuy nhiên, tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Đồng thời, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phải phân tích rõ những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Tân Sửu trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần thoải mái, bình ổn, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian, sức khỏe cho công việc. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ, cũng như cả những tháng về sau, bản mệnh sử dụng minh quang pháp bảo, vật phẩm sẽ giúp người tuổi Tân Sửu kỵ tà, hóa sát, chứa phúc, nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thủ tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trong tháng 2 âm lịch, vì gia chủ gặp phải nhiều chuyện cần suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được lý tưởng, sẽ phải giải quyết những chuyện phiền phức liên quan tới khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không thuận lợi. Đặc biệt sau lưng bạn luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Trong công việc sẽ xảy ra sai sót, khiến cơ thể phải chịu mệt mỏi. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng này cũng như cả những tháng về sau, bạn nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, Ất Sửu sinh năm 1985. Người tuổi Ất Sửu gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường,
bạn có thể kiếm thêm được như khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm trong tháng cũng không có nhiều khởi sắc, nhưng người còn độc thân có thể được nhiều người, nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, như khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng để cải thiện vận may trong sự nghiệp và phát triển mạnh mẽ vào tháng 2 âm lịch. Bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc, công danh, thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ tư, Đinh Sửu, sinh năm 1997. Đối với các gia chủ Đinh Sửu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Trong tháng này, những người sinh năm 1997 được dự đoán sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi Đinh Sửu nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra trong tháng này, tuổi Đinh Sửu cũng sẽ gặp được quý nhân. Hơn nữa trong năm nay, con giáp tuổi Đinh Sửu phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ an hư họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế cần gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Đinh Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 âm lịch cùng các tuổi của các gia chủ tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.